كان لا هاي 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 الاند Hello, xin chào quý vị. Nguyên Phúc hiện đang ở tại Amman của Jordan, thủ đô Jordan. Chúng ta có thể quan sát thấy toàn cảnh thành phố Amman ở tại Jordan, những cái khu vực nhà người dân được xây dựng ở trên những ngọn đồi. Đây là một thành phố với một cái dân số là khoảng tầm 2,7 triệu dân, chiếm khoảng tầm là 35% dân số của Jordan. Chúng ta biết là dân số Jordan là khoảng tầm là 10 triệu người, ở trong đó là có khoảng tầm là 2,7 triệu người là tập trung ở tại thủ đô. Nhưng mà cái điểm đến ngày hôm nay Phúc muốn giới thiệu cho chúng ta, đây là một điểm đến vô cùng thú vị ngay sau lưng Phúc. Chúng ta biết đây là gì không ạ? Đây là những phần còn sót lại của bức tượng Hercules. Và cái đó là bức tượng này có một cái tuổi đời rất lâu đời, và khoảng tầm thế kỷ thứ 1 trước công nguyên. Và ngay sau lưng Phúc đây là một trong những cái khu vực gọi là khởi nguồn của lịch sử của Amman nói riêng, và khởi nguồn của lịch sử ở tại khu vực gọi là Jordan nói chung. Và có nói là đây là một trong điểm đến mà chúng ta ngay phía sau lưng chúng ta, đây chính là đền của một vị thần nổi tiếng của La Mã ngày xưa, đó chính là đền thần Hercules. Và chúng ta đừng quên là Hercules là một cái vị thần nó tên gọi là The God of Power, vị thần của sức mạnh. Bởi vì vị thần này được những người La Mã tin rằng đây là vị thần bảo vệ họ trước những cái điều xấu. Và đây là vị thần mà có cái hình dáng là khiêng cái quả địa cầu của chúng ta trên vai. Cho nên tên gọi Hercules là tên gọi của người Hy Lạp. Nhưng cái tên gọi mà chúng ta thường quen và có nói là học sinh chúng ta hay biết, đó chính là tên gọi Atlas. Tên gọi Atlas. Atlas là trong tiếng của người La Mã. Như vậy, Hercules hoặc là Atlas đều là chỉ một vị thần, nhưng mà ở hai cái thời kỳ lịch sử khác nhau, cho nên người ta gọi hai cái tên khác nhau. Hercules là của người La Mã, còn Atlas là của Hercules là của người Hy Lạp, còn Atlas là của người La Mã. Và đây là một trong những cái phần còn lại hiếm hoi của vị thần này, đó chính là ba ngón tay. Bức tượng vị thần này, và người ta nghiên cứu rằng là bức tượng này cao khoảng tầm 12 mét. Và bên góc này chúng ta thấy là cái kiểu tay của vị thần này. Và hiện tại là Nguyễn Phúc đang đứng ở chính giữa khu vực khảo cổ học nổi tiếng của Jordan, đó chính là Citadel, vào khoảng tầm thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Xin chào và hẹn gặp quý vị chúng ta trong những đoạn clip tiếp theo. Bye bye. From Jordan, with love.